Ôi, tự nhiên có người đẹp vào cái hình sáng ăn đấy, chết thật. Cho xem cây. Nay đi cùng anh Toàn vào thăm vườn và cái khuôn viên nhà anh Hưng Còi ở Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội. Thưa quý vị, anh Toàn chào 99.900 anh em nhá. Nay anh có quyết định nhìn lấy cái gì ở đây không anh ơi? Chào bác Thịnh. Anh ơi, anh lấy cái gì đấy? Chết rồi, quả truyền thông rồi. Anh đang tìm cây vú sữa. À, bên cạnh kia có một cây đấy, hai quả đấy anh. Hả? Anh còn tin lắm thế. Giời. Mỗi mình anh đang sở hữu thế này, cứ mất cứ tìm. Xong chưa anh? Chào, sau rồi em ạ. Vâng, thế chào thì cũng chào anh luôn nhé. Vâng. Cảm ơn em. Anh là hạnh phúc nhé, vui vẻ nhé. Tuyệt vời. Đẹp với chồng thức. Chồng thức. Vâng anh em, cái nhà của anh để một con cây lao đang trần. Anh rồi ở trong nước để vương ra được lành. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi vừa từ Bắc Giang chạy về Đông Anh. Và đây là khuôn viên nhà anh Hưng Còi tại Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội. Trước mắt quý vị các bạn là một khuôn viên nhà cổ rất là đẹp. Phía trái chúng ta được nhìn thấy là một đồi cỏ. Một không gian sống rất lý tưởng. Công trình đang trong quá trình hoàn thiện mức cái những công đoạn cuối cùng. Chúng ta nhìn thấy một cái chòi. Có lẽ là khu vực anh Hưng sẽ làm nơi tiếp khách ngoài vườn. Vì nhiều khi vào trong nhà cổ thì cũng hơi bất tiện. Mà anh Hưng là người rất thích chơi cây. Thì sau này cây sẽ được trưng bày ngoài sân. Sân này thì sẽ rất nhiều cây, vì thế mà sẽ bố trí cái chòi gỗ để cho khách ngồi uống nước là hợp lý nhất. Bây giờ chúng ta cùng tiến sâu vào xem khuôn viên và những cây cảnh nghệ thuật tại đây. Khuôn viên nhà anh Hưng Còi thì rất đẹp nhưng cây thì chưa nhiều. Một cây xanh quê, dòng cây cảnh cỡ nhỏ, chỉ cao chừng 40 phân. Khá là già thưa quý vị. Và bên này thì anh ấy cũng đặt một cái đa làm đối xứng. Và trước mặt quý vị bạn là một cái xanh quê dáng cổ tương đối là cao. Cái này thì cao chừng khoảng 1m2, 1m3 gì đó. Rất già. Xanh cổ bám đá. Mỗi một tác phẩm nghệ thuật thì đều có bóng dáng của những người nghệ nhân đã thổi hồn. Và qua năm tháng thì tác phẩm mới được hoàn thiện. Và những nghệ nhân kế cận, nghệ nhân
sẽ lại tiếp tục tạo tác để cho tác phẩm được hoàn thiện hơn nữa. Đó là đặc tính của cây cảnh, luôn luôn là hoàn mỹ. Một cái xanh quê nữa. Trước mặt quý vị các bạn là một cây lộc vừng cao khoảng 1m2, tính từ mặt chậu. Vành gốc cũng khá là rộng, khá là to, chắc phải chừng 60 80 gì đó. Dạ. Không cần nhiều, chỉ cần cái này thôi. Đang quay khuôn viên. Từ 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 mới vào được cây đẹp. Có cái cây này duy nhất rồi. Dạ, ghê gớm thật quý vị. Bể cổ nhỉ. Là cái này nên quay theo kiểu phong cách phóng sự nó mới hay, bởi vì nó không có cây. Thực phẩm này cao khoảng 1m3, quả phúc rất đẹp. Một cây xanh cổ cực kỳ là già. Thiệp nói to lên thế nào? Em nói nhỏ thôi. Nói nhá. Em nói thế là đủ rồi. Này em không nói nữa. Bây giờ phải học cái cách im lặng là vàng. Anh ra anh nói hộ em cái.